Thiền viện Sùng Phúc tọa lạc trên thửa đất rộng gần 4.000 m2 thuộc tổ dân phố số 10, phường Cự Khối, quận Long Biên, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 6 cây số. Ngày xưa đây là một ngôi chùa của làng Xuân Đỗ Thượng thuộc tổng Cự Linh, phủ Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Chùa được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16-17 thuộc chốn Tổ Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Ngày nay, Thiền viện Sùng Phúc không chỉ là nơi tụ tập của các Phật tử lớn tuổi, mà tại đây còn là nơi tụ tập và sinh hoạt của các bạn thanh thiếu niên đủ mọi lứa tuổi và đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc khôi phục lại tinh thần thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở miền Bắc như Hòa Thượng Thích Thanh Từ luôn tâm niệm. Thầy Thông Giác sinh ra tại tỉnh Bắc Ninh, công tác tại thành phố Hà Nội, có duyên lành với Phật Pháp, với hoài bão tìm cầu chánh Pháp, thầy đã chẳng quản đường xa ngăn cách vào miền Nam tìm thầy học đạo, xuất gia với Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Sau đó được Hòa Thượng cho phép trở về quê nhà Hoàng Dương đạo Pháp. Thầy đã từng trụ trì chùa Trường Xuân thuộc huyện Gia Lâm trước khi trụ trì tại Thiền tự Sùng Phúc. Thế là sau hơn 20 năm giờ đây, đất chùa thơm ngát, hương hoa giáp, vườn tâm giải thoát, nảy chồi xanh, âm vang bát nhã, bừng tâm thức, cõi mê dung chuyển, hóa trời lành. Đây là một duyên hy hữu và cũng vào thời điểm này, với chủ trương khôi phục tinh thần thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một giọng thiền mang tính đặc thù của dân tộc đã từng góp phần xứng đáng vào kho tàng đạo đức và trang sử hào hùng của đất nước và dân tộc Việt Nam. Trong miền Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã thành lập các thiền viện để hướng dẫn tăng ni Phật tử tu tập, nhưng vẫn chưa đủ duyên lành về nơi chốn tổ, mặc dù Phật tử miền Bắc rất thiết tha khát ngưỡng. Với những thuận lợi đã có, cùng với lòng nhiệt thành tha thiết, thầy Thông Giác đã tích cực xây dựng những đạo tràng tu tập thiền và vận động chính quyền, đoàn thể, ban ngành, giáo hội, các cấp hỗ trợ cho công cuộc khôi phục thiền phái Trúc Lâm, tôn tạo trùng tu lại những dấu tích xa xưa của chốn tổ non thiêng Yên Tử. Vạn sự khởi đầu nan, những bước khó khăn đầu tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng với quyết tâm cao, lòng chân thành hướng về Phật Pháp, được Tam Bảo gia hộ nên dần dần mọi việc đều trở nên hanh thông. Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm ta lặng mà biết, đó chính là Phật. Quốc sư Trúc Lâm.